Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng được phổ biến và nhân rộng. Việc đưa công nghệ cao vào cây lúa đã góp phần giải phóng sức lao động của người dân và giảm chi phí sản xuất. Nhận thấy lợi ích từ việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mang lại, từ năm 2017, ông Trần Quốc Dũng, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã dần thay đổi phương pháp canh tác truyền thống sang áp dụng cơ giới toàn diện từ khâu làm đất, xuống giống cho đến thu hoạch. Nhờ đó mà các trà lúa của ông đều phát triển tốt, ít sâu bệnh. Cái phương pháp mà ứng dụng với công nghệ cao đó là xạ cụm, rồi mình giảm giống, là giảm chi phí đó. Nó so với bên làm thông thường mình hồi đó nó có lợi hơn nhiều. Làm thì nó có cái lợi, nó là nó được cái giảm chi phí giống đó, rồi với cái năng suất đó, so với cái vụ rồi làm đó là nó tăng hơn là 1 hectare khoảng từ 500 tới 800 kg hectare. Làm cái này nó đỡ được cái sâu bệnh. Ông Trần Văn Ngắm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa cũng là một trong những hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao từ sớm. Theo ông, việc ứng dụng công nghệ cao góp phần tiết kiệm lượng giống khoảng 50% trên 1 hectare, đồng thời giảm lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và sức lao động khi sử dụng máy bay không người lái. Năng suất mỗi vụ lúa đạt từ 8 đến 9 tấn trên 1 hectare. Đầu tôi là áp dụng cái công nghệ cao là từ hồi mà xạ, nói chung là trừ cái làm đất ra thì cũng máy làm chứ không phải là cái tay mình, sức dân mình làm, nhưng mà cái cũng máy cày làm xong xuông và rồi tới xạ cụm, tới xạ thì cái máy cũng xạ, rồi tới khi mà phun thuốc bảo vệ thực vật thì cũng là xịt thuốc bằng cái máy bay không người lái. Thì nói chung là bây giờ là người dân mình ít có tiếp xúc với cái thuốc bảo vệ thực vật. Lúc đầu tiên thì đối với địa bàn xã Mỹ Lạc thì chỉ thực hiện 1-2 cái mô hình trên cái diện tích là khoảng từ 5 đến 10 hectare thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà đã áp dụng mà thấy có hiệu quả rồi thì hiện nay đã nhân rộng ra được 2 ấp. Thì đối với cái việc mà ứng dụng công nghệ cao á, thì bà con nay hưởng rất là nhiều, thì hiện nay chắc khoảng cỡ trên dưới 60%. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng lúa nói riêng là giải pháp ưu việt, tạo hướng đi mới trước tình hình nông nghiệp có nhiều biến động như hiện nay. Bên cạnh đó, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào canh tác lúa góp phần giúp bà con nông dân đạt năng suất và hiệu quả cao.